tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hờ Hen Nhê bất ngờ được nhận định thành công hơn Hoa hậu Hoàng Vũ thời kỳ EMG, khiến fan Việt tự hào. Mới đây, một chuyên trang sắc đẹp Latin vừa đưa tin viết về Hờ Hen Nhê trong chuyên mục Những ý kiến không phổ biến có thể gây tranh cãi. Theo đó, Hờ Hen Nhê được đánh giá rất cao. Cô là người đẹp từng lọt vào top 5 Miss Universe, hiện đang thành công hơn cả các Hoa hậu Hoàng Vũ thời kỳ EMG. Nguyên văn đoạn chia sẻ của page sắc đẹp Latin đăng tải và dịch lại. Có thể thấy, Hờ Hen Nhê tuy chỉ lọt vào top 5 Miss Universe, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng về vượt lên nghịch cảnh, hoạt động từ thiện của cô cho buôn làng, quê hương và đất nước đã làm lay động trái tim fan sắc đẹp nhiều nước. Nàng hậu được pay sắc đẹp Miss Sociology trao giải Timeless Beauty và hiện là một người nổi tiếng được mến mộ tại Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, Hờ Hen Nhê thường xuyên được mời tham dự các buổi trình diễn thời trang hay góp mặt trong các sự kiện giải trí lớn như ra mắt phim Wonder Woman. Hình ảnh người đẹp AD cosplay được fan quốc tế chia sẻ rầm rộ. Sắp tới, cô nàng cũng sẽ xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh với vai trò diễn viên chính. Trong khi đó, nhiệm kỳ của Miss Universe tại New York trước cả thời kỳ dịch Covid ngày càng trở nên tẻ nhạt và ít có hoạt động đáng chú ý, khiến nhiều fan sắc đẹp thất vọng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.